Xin chào các bạn, nhân dịp đầu năm xuân Tân Sửu, Cửu Tử Năm Mê xin được gửi đến một tuyệt phẩm đối công kèm lời chúc các bạn và gia đình một năm mới sức khỏe, bình an và vạn điều may. Trận chiến hấp dẫn này đến từ Tiếu Diện Phật Từ Thiên Hồng và Khoái Đao Hiệp Khách Uông Dương tại giải Tịnh Nguyệt Bôi của năm 2020. Trong đó Từ cầm đò và đã dùng tiên nhân chỉ lộ để dàn trận ngay. Uông Dương đối binh cuộc, Từ vẫn phát triển mã. Uông thấy vậy, mã 8 tiến bày, Từ đã bất ngờ chuyển tam bộ hồ sẽ xuất gấp xe. Bởi vậy Uông Dương mã chính diện trước. Sau khi Từ chốc pháo, lập tức đắp bình chủ lực để giữ lấy căn, rồi tiếp tục triển khai mã đơn đề. Việc này chứng tỏ một tâm lý khá cẩn trọng của Tiếu Diện Phật. Tại vì trong những lần đối đầu trước đây, Từ chẳng hề có một kết quả tốt đẹp trước tay cờ trẻ Uông Dương. Nhưng đây cũng là một cơ hội để Uông ngay lập tức tiến hữu pháo và phong tỏa. Từ khởi gấp một hoành xe. Sau khi Uông đưa xe 9 lâm trận, Từ ngay lập tức đưa pháo bình 3. Đây là một việc rất hợp thời của Từ Thiên Hồng. Tại vì rằng thứ nhất, xe của Uông đã tiến lên, cho nên chắc chắn là phía cánh trái này thêm phần yếu mỏng. Chưa kể, đang còn gia tăng sức ép vào chiến ngựa đường 7, chỉ cần khởi gấp binh 3, mà việc nhảy ngựa của đối thủ để phong tỏa chủ lực đã trở thành vô nghĩa. Xe của Từ vẫn thản nhiên để lộ diện ngay. Thế nhưng, cách đối phó của Uông Dương trong hình cờ này lại đầy bất ngờ và chứa đựng rất nhiều kịch tính về sau. Làm mã 7 tiến 6 để bàn hà, xem như chẳng hề có chuyện gì tiếp diễn. Chúng ta cần ý thức được, trong một cuộc mã đơn đề, nếu như đối phương đưa ngựa bàn hà như trong hình cờ này, rõ ràng bên đỏ tức là Từ chỉ cần theo xe để chốc lấy, chắc chắn việc giải quyết sẽ rất khó khăn. Tại vì cả sông ngựa này của Từ đang ra sức cố thủ, khiến cho đơn ngựa của Uông Dương một bước lao qua hà sẽ phải bỏ mạng. Còn nếu như dùng pháo 8 tiến 2 tuần hà vừa tạo căn, chắc chắn lúc đó Từ vẫn vậy, dốc thẳng binh 3, vừa công nã tàn tường và tạo sức ép khó bề mà giải quyết ổn thỏa. Còn nếu như một lựa chọn khác là dùng xe này tiến lên tuần hà, thì lúc đó lại là một sự lựa chọn rất tệ hại. Tại vì binh 7 của đối phương chỉ cần vừa xông, quân xe đứng ở ngã ba đường, chẳng biết phải xoay sở làm sao cả. Chẳng thể nào dang rộng vòng tay để cứu rỗi cả hai. Một trong hai pháo ngựa sẽ phải chết tức tuổi ở trong tay mình. Còn nếu như một lựa chọn khác, lấy xe 9 này bình vào để tạo căn, lúc đó thì Từ chỉ cần nhảy đơn ngựa còn lại lên hà và tiến hành gọi hồn ngay. Vậy thì, nước cờ thủ sẵn của Uông Dương là gì? Đây có phải là một nước cờ tiện tay của một kỳ vương trẻ hàng đầu? Câu trả lời rất ngoạn mục. Uông Dương dùng mã băng mình đạp thẳng vào giữa trung lộ, bắt buộc rằng Từ sẽ phải theo ngựa ngay, rồi tiếp tục đưa pháo trung lộ để cầu công. Cách đánh này tỏ ra rất đối ngoan cường, tại vì rằng chẳng những có thể phá tan đi sự phòng thủ vốn dĩ đang rất chỉnh tề của Từ Thiên Hồng, mà còn khắc chế được vô số điểm yếu hình trận phía bên Uông. Rõ ràng nước bình xe này của Từ còn chất chứa bao nhiêu điều ác hiểm. Đó là gì? Đơn ngựa này giải quyết ra sao? Từ vẫn chỉ cần nhẹ nhàng tiến xe lên và chốc đôi cả pháo lẫn ngựa. Còn mọi chuyện tới đây, Uông Dương đã thành công ít nhiều về đường hướng khai quân, bắt buộc rằng Từ phải chống đỡ bị động. Tại vì rằng giữ ngựa là không thể. Còn nếu như để đối phương xác lập pháo khống thì lại càng hiểm nguy. Bởi vậy, Từ đã phải bổ sĩ và Uông dùng một đao để chém gục ngựa. Tướng xuất để công thẳng vào sĩ là lựa chọn của Từ. Và Uông Dương, sĩ 6 tiến 5. Đây chắc chắn là một cục diện đầy bất ngờ mà Từ chẳng thể nào dự liệu được. Không đầu pháo trận, Từ đang chọn cách đánh cổ điển trước những tay tướng trẻ là so đỏ về tán thủ. Nhưng với một đường cờ đầy máu lửa vừa rồi của Uông Dương, mọi thứ đã tiêu tan, buộc Từ sẽ phải ra sức để tranh bắt thực lợi. Đầu tiên là lấy pháo để chém chốt, và Uông Dương cũng vậy, đưa pháo để tạt biên. Đòn đánh này ngoài việc ngăn sức ngựa còn thủ sẵn một âm mưu, lấy pháo hai bình sáu chiếu tướng và bức Từ chủ lực. Cho nên Từ Thiên Hồng đã tiến xe để kỵ hạ đối phương, vừa phục kích đánh trà, lấy binh bảy tiến một
để công nã vào đơn ngựa đường 3. Cho nên Uông Dương đã giải quyết trước là xe 9 tiến để tạo căn. Và từ tới đây, xe 8 đã tiến 2. Đây là một đòn thoát thân vô cùng kịp thời. Tại vì rằng đòn tấn xe để giữ ngựa từ xa này của Uông Dương chẳng đơn giản chút nào. Tới đây, mọi thứ được bộc lộ hoàn toàn sau khi Uông lấy xe điều vào để kích đấu thẳng. Chẳng hề còn lựa chọn, Từ đã phải theo xe, sĩ nảy Dương, rồi tiếp tục phải điều động những quân chủ lực còn lại. Và đây đã là câu trả lời, Từ phải thoát xe để thay thế ngay. Còn nếu như không, với việc phong tỏa, Uông Dương sẽ là người hoàn toàn làm chủ về cục diện. Tiếp theo, thì Từ Thiên Hồng binh 3 tiến 1, vợ Uông bổ tượng chốc pháo ngay, pháo tháo chạy, rồi tức tốc đưa pháo vào quản lý mặt tướng của đối phương. Đây chắc chắn là một lựa chọn đầy khôn ngoan, mà tính kiềm chế về chân địa của lão Từ chẳng hề ngơi ngớt đi chút nào. Việc đưa tướng vào trung lộ để thoát khỏi mối nguy trước mắt là không thể nào, tại vì Uông Dương vẫn đưa pháo vỗ mặt vừa chiếu gấp. Còn sau việc này, Uông chỉ cần nhẹ nhàng rời sĩ về trung lộ và thổi pháo một mạch, trận địa từ đó mở ra biết bao nhiêu là cơ hội, nhưng cũng vấp phải một sự kháng cự rất quyết liệt của lão Từ. Đầu tiên là thí thẳng binh 3, đơn tượng này đã theo, lập tức một bước nhảy ngựa, chốc pháo ngay. Tưởng chừng như Uông Dương chỉ cần đơn giản đưa pháo 4 hồi về ba nước, nhưng không, lúc này lựa chọn là pháo lại rời một. Tại vì sao? Nước cờ tiếp theo của Từ giúp ta có thể trả lời tất cả. Ông đã lựa chọn lấy xe điều sát biên để đánh chốt ngay. Đây là việc gần như Uông Dương đã thấu đáo từ trước. Chắc chắn với thế tam tử đồng biên, Từ Thiên Hồng sẽ ra sức để công kích, kiếm tìm cơ hội vào phía cánh trái còn tương đối trống của Uông Dương. Cho nên, nếu như pháo đứng ở điểm này, sau khi kết hợp dùng xe đoạt chốt còn kiêm cả việc chốc pháo, Uông Dương mất đi một tiên để phòng thủ. Còn tới đây, Uông Dương dùng chính tiên thủ đó để lấy pháo 2 tiến 1, để có thể ngăn cản việc hợp lực khi cần thiết của pháo đường biên. Và Từ vẫn thản nhiên chém chốt. Uông Dương lại đưa chủ lực để gia tăng sức ép, và lão Từ đã bình qua để chốc đôi. Việc này tất nhiên đã nằm gọn gàng trong tính toán từ trước của Tiếu Diện Phật, nhưng Uông cũng chẳng lấy đó để làm bất ngờ. Đòn tín xe này rất cao cường, chỉ cần tới đây điều động để chiếu gấp, đợi chờ những tính toán của đối phương. Việc đưa tướng trung lộ là không thể nào. Đòn bình xe chẳng những tạo căn đơn pháo phía trên, mà Uông Dương chỉ cần trở mình pháo chiếm trung, Từ phải mất mạng quân chủ lực và lập tức phải buông cờ. Cho nên trong hình cờ chỉ có thể là Dương sĩ, và Uông ngay lập tức phải ra tay, tại vì còn thoát khỏi tầm truy đuổi của đơn ngựa ở đường 2, dùng xe khuyết sĩ tướng vào trung lộ rồi cắm pháo chim đáy vừa mời đấu đổi quân là một lựa chọn rất khôn ngoan. Tới đây chỉ cần dùng xe bức từ pháo và chắc chắn rằng của cờ vẫn chiếm được đại ưu. Cho nên Tiếu Diện Phật đầy mạo hiểm nhưng cũng cực kỳ cần thiết đưa tướng thượng lầu 2. Đòn này làm mất đi tác dụng của pháo đường 2 đối phương. Chưa kể rằng việc đấu đổi chẳng hề khôn ngoan, tại vì rõ ràng Từ tới đây còn dư trắng một nước tiên, đe dọa vào đơn sĩ, vật lực kiềm chế pháo phía sau, Uông Dương cũng phải tìm đường giải quyết nay mai. Theo tính toán như vậy, Từ đang tự tin để ngồi chờ những diễn biến của đối phương. Ấy vậy mà Uông đã bỏ mặc tất cả, điều pháo đường 2 tháo chạy, xem như chẳng hề có chuyện gì tiếp diễn. Từ đã phải ra tay, tiêu diệt đơn sĩ, vừa nhòm lấy ngựa. Và câu trả lời của họ Uông là đưa pháo chiếm trung để chiếu gấp. Tất nhiên vẫn tương tự, hình cờ này Từ không thể nào bổ tượng, lúc đó Uông chỉ cần đưa pháo chiếm trung, vừa chiếu vừa bức từ chủ lực ở đường 4 này. Còn một lựa chọn khác, Từ Thiên Hồng đưa pháo vào trung lộ vừa đấu đổi. Tất nhiên việc pháo 6 bình 5 lấy mạng chủ lực là không thể, lúc đó Từ chỉ cần vật chết trung binh, vừa chiếu trà và bức từ ngược lại, thì lúc đó cuộc cờ sẽ muôn phần được lợi. Thế nhưng đen chỉ cần một nước mà thôi,
tượng 3 tỷ năm. Việc rời pháo trung lộ này của Tờ chẳng những không mang lại hiệu ứng tích cực, mà còn tạo ra một viễn cảnh khó đi. Vẫn là chiêu thức vừa rồi, Uông phục sẵn, pháo 6 bình 5 và chiếm thế chủ động. Còn lựa chọn chính thức của Tờ trong hình cờ này là đưa tướng trốn chạy, và được dịp Uông Dương đã tấn xe để chiếu gấp. Sau khi Tờ liên kết sĩ thì Uông đã dùng xe tiêu diệt, tướng quay đầu và lại đưa xe tuần hà. Có lẽ rằng Tờ đã chấp nhận phế đi một đơn sĩ, tại vì đánh giá được rằng nếu như tướng tấn lầu 3, đơn sĩ phía sau cũng thật sự là vô dụng. Còn việc này kiểu gì cũng chớp lấy một nước tiên trước mắt là Uông Dương sẽ phải đối phó đơn ngựa đường 3 đang đối diện với Tử Thần. Thế nhưng cách đánh này của Uông Dương tỏ ra rất khôn ngoan, tại vì rằng chẳng những có thể tạo căn đơn pháo đường 6, mà chỉ cần tiếp theo lấy xe điều 4 và bức tử ngay. Đòn đánh trả lúc này Từ Thiên Hồng cũng dựng sẵn là đưa pháo vào trung lộ, tiếp tục để dùng xe uy hiếp ngựa. Tưởng chừng như tới đây Uông Dương sẽ phải bổ tượng giữ ngựa, và là một cơ hội để Từ tận dụng pháo ngựa vốn đứng chờ ở đây đã lâu, thì lúc đó việc bỏ sĩ ở trước của Từ mới phát huy được tác dụng. Nhưng nước cờ đầy bất ngờ của Uông Dương là dùng pháo 6 tiến 3, chẳng thèm giữ quân mà tiếp tục lại hiến tặng một quân chủ lực khác. Liệu rằng Từ có thể nào lấy xe bức tử ngựa? Nhưng câu trả lời, Uông Dương lại dùng xe để bức tử đi ngựa đường 2, tiếp tục lập pháo phía sau. Với tàn cuộc này, Uông Dương vẫn là người chiếm đại ưu, cho nên Từ đã phải giật ngựa về để tiện chức năng cố thủ. Và Uông Dương dùng xe để bức tử chốt. Vẫn vậy, Uông Dương còn chẳng thèm đếm xỉa đến đơn ngựa đường 3 đã qua tận vài nước. Nếu như Từ ra tay tiêu diệt thì Uông lại bức tử tượng tướng tấn, và lúc này lấy pháo để tiêu diệt pháo trung tâm, thì lúc đó Từ lại càng khó chống đỡ. Ba quân chủ lực của đối phương đã hợp kích. Trong hình cờ này, vườn không nhà trống, cực kỳ khó để sở xoay, cho nên lựa chọn ở trước. Từ ngay lập tức phải bỏ qua bình đánh này mà đã dũng mãnh lấy pháo để đổi ngang đi pháo trung tâm. Và Uông Dương ra tay trước, dùng xe bức tử tượng tướng tấn lầu 2, rồi lúc này đã buộc phải đưa mã quy tâm, một cung đôi truyền, quân bình lực lượng và thoát khỏi tầm nguy. Tới như hình cờ này thì vẫn rất khó để đoán biết được rằng cờ sẽ về tay của kẻ nào. Tại vì rằng việc còn lại của Uông Dương rất cần kíp, là phải đưa bằng được đơn ngựa này thông tuyến lên phía trước thì chiến thắng mới có thể hiện ra rõ ràng. Nhưng phía cánh phải này cũng tương đối trống trải để Từ có thể đột kích bất ngờ. Còn tất nhiên, Từ không thể nào lấy xe bức tử pháo là một đòn căn nguyên. Uông Dương đã dựa vào phòng thủ từ rất lâu, là dùng xe 3 hồi 1 chiếu tướng và bức tử. Cho nên lúc này để cầu công và đánh đuổi đơn pháo, Từ mã 1 đã tiến 3. Thì Uông Dương giật xe 1 để chiếu gấp, tướng quay đầu, rồi bình pháo đường 8 kích đấu. Và như đã bàn luận, Từ không thể nào chấp nhận việc này, cho nên đã dùng mã 3 tiến 5, vừa nhòm lấy đơn tượng. Lựa chọn lúc này của Uông Dương là mã 5 lại hồi 7, vừa đánh quân chủ lực và tìm một con đường phát triển khác. Sau khi Từ lại bình xe chốc đôi, tuyệt nhiên Uông không thể nào vì vậy mà rời tượng trọn vẹn hơn về chức năng cố thủ, nhưng chẳng mấy chốc mà bại vong. Pháo của Từ chỉ cần lao chiếu một mạch tướng tấn thì xe bức tử. Còn nếu như lựa chọn duy nhất còn lại là phải đưa ngựa này vào miệng hùm và dễ dàng để Từ xác lập đại cuộc ngay. Bởi vậy, chỉ có thể trong hình cờ này, Uông Dương phải tháo chạy ngựa, và Từ đã nhẩn nha lấy xe để bức tử một đơn tượng và tiếp tục đợi chờ cho những điều kinh hiểm khác. Cuộc cờ ngày càng diễn tiến một cách kịch tính hơn. Trong hình cờ này, hàng tuyến phòng thủ của nhị vị đã thực sự tan tành, bỏ lại sau lưng là một kinh thành trống hoác để Từ buộc phải vận dụng đến tam hợp xe pháo ngựa tìm đường công thủ. Còn Uông Dương ngay từ đầu gần như đã chiếm thế chủ động, nhưng việc xe pháo hợp lực ở phía trên qua vài hiệp
chỉ thu được một chiến lợi phẩm là 3/4 hàng tuyến phòng thủ của đối phương. Còn đơn ngựa này vẫn thật sự vất vả, hoàn toàn bị chia cắt với tiền tuyến trên cao. Và tiếp tục lựa chọn của Uông là xe 3 bình 6. Và Từ đã cắm pháo chìm đáy trước và Uông Dương tiến pháo để chiếu gấp. Đòn đánh này có một tác dụng, bắt buộc rằng Từ sẽ phải ly tán nốt quân tượng còn lại ra biên ải. Xem như tướng đứng một mình trơ trọi và những mối nguy có thể ập tới bất kỳ một lúc nào. Rồi lại quay xe về kỵ hà đối phương, chóc ngựa. Mã Tháo chạy phía trước là không thể, đơn xe chỉ cần vỗ mặt và gọi hồn ngay. Lựa chọn của Từ là tiến xe để chiếu gấp. Việc này không phải là Từ toan tính để cho đối thủ tướng tấn lầu 2, rồi tùy tiện để nhảy ngựa vừa chiếu, vừa thoát thân đến liên hợp một cách thành công. Lúc này Uông Dương chỉ cần đào tướng và cột chết ngựa, vẫn là một bại cuộc đáng cay. Tất nhiên, lúc đó thì Từ vẫn còn cơ hội để quân bình lực lượng. Vừa chiếu, bước từ ngựa, tướng tấn lầu 3. Nhưng sau khi chém ngựa biên này, chẳng phải là đối phương cứ đơn giản bình qua và lấy mạng, mà lúc này là một nước cờ rất ác, chỉ cần thoái pháo một mạch, vừa phục sát cuộc ngay. Ví dụ trong hình cờ này bình xe, thì chắc chắn lúc đó xe chỉ cần vỗ mặt, tướng phải vào. Vườn không nhà trống, pháo 8 chỉ cần bình 5, tướng xuất lộ còn lại và sẽ ra về với âm tào địa phủ. Còn trong hình cờ này, để chống đỡ sát cuộc trước là phải thoái tường, nhưng đơn xe vẫn vỗ mặt như thường, tướng phải vào, rồi tức tốc để chiếu gấp, tượng phải liên kết, bức từ ngựa. Và đây vẫn là một tàn cuộc mà đen giành chiến thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Một cách đánh thực dụng và đơn giản nhất là tiến xe 4 nước nhòm lấy tượng, cho dù xe này tạo căn, vẫn quyết tâm đấu đổi tới cùng. Một pháo và một tướng không thể nào chống đỡ với một lực lượng quá hùng hậu của đen. Còn tới tam chốt, đông như quân Nguyên. Trong thực chiến tới đây, lựa chọn chính thức của Uông Dương là không phải đưa tướng tấn lầu 2, mà lập tức thoái xe về để kích đấu. Màn đấu đổi này diễn ra vẫn là một tàn cục lệ thắng cho khoái đao hiệp khách. Không thể nào tiếp diễn một cách đơn giản như vậy, mà bắt buộc rằng Từ Thiên Hồng phải thoái thủ một, vừa giật chiếu đấu đổi ngựa ở đường biên, và Uông Dương trả đòn rút quân chủ lực cắm tuyến đáy vừa chiếu trà tướng tấn. Rồi lúc này lại quay xe tướng thoái thủ và đưa xe về kỵ hà chóc lấy ngựa. Tháo chạy là lựa chọn chính thức của Từ Thiên Hồng, mã lại giật về đường bay. Và tới đây thì đã phảng phất hình cờ đã được diễn tiến ở trước. Uông Dương lại đưa xe 6 để vỗ mặt, tướng vào trung lộ, rồi tức tốc quay pháo một mạch, vừa phục có thể chiếu sát ngay, pháo 8 bình 5, rồi kết hợp đơn xe còn lại. Tại vì 25% hàng tuyến phòng thủ của Từ đã phải lánh nạn ra biên ải và đã phải hòa tốc phát lệnh để quay về hậu phương cố thủ ngay. Uông Dương vẫn lập tức vỗ mặt như thường. Việc này rất cần thiết để bắt buộc rằng Từ sẽ phải liên kết tường, rồi thừa cơ có thể thúc ngựa và thoát khỏi cảnh xiềng xích một cách tài tình. Qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng bài toán này đã được Uông Dương giải quyết triệt đề, là phải đưa đơn ngựa lên phía trước để hợp lực. Và lựa chọn bất đắc dĩ của Từ là phải vừa thoát thân chủ lực cắm thẳng tướng tấn lầu 2, rồi lại giật về ba nước vừa chốc ngựa. Mã của Uông Dương rất thuận đường, mã 8 tiến bày, và lúc này thì xem như thắng thua đã định. Nỗi ám ảnh của Từ Thiên Hồng đã lập tức xuất hiện, được mang tên là chiến ngựa ở đường bay. Chỉ cần một nước là có thể chiếu gấp, không điều gì có thể ngăn cản được việc này. Lựa chọn của Từ là nhảy ngựa để truy bắt chủ lực, vừa có thể phục một lối đánh liên công tiếp theo. Lúc này thì Uông vẫn nhảy ngựa để chiếu như thường. Sau khi tướng tấn lầu 2 đã thoái một, vừa chốc ngựa, mã của Từ được dịp lại thúc lên phía trước để chiếu tiếp. Tướng xuất 4, đây là một nước cờ rất ác hiểm, vừa có thể trả sát ngược lại cho Từ Thiên Hồng, cắm xe một mạch. Cho nên đòn tiến xe chiếu là không thể, tướng tấn lầu 3 vừa một lúc không thể nào đối phó cả hai, cả sát cục và đơn ngựa này rơi vào cửa Từ. Cho nên
lựa chọn bất đắc dĩ là từ phải đưa tướng vào lộ còn lại để lánh nạn và Uông Dương bình pháo để chiếu ngay. Đây là một đòn phế sát kinh điển mà Từ Thiên Hồng không thể nào dùng tướng quân để ra tay. Lúc này đơn xe của Uông Dương sẽ vỗ mặt và tốc thắng ngay. Bởi vậy, sẽ phải là một lựa chọn duy nhất còn lại. Từ Thiên Hồng lấy xe để bọc lót, cũng như rằng đang còn chốc đôi. Và Uông lúc này đã dùng xe tiến một mạch để chiếu gấp. Tướng quay đầu, rồi lại lệnh cho đơn xe quay về cố thủ, vừa tạo căn pháo, vừa chốc lấy ngựa. Đây là một lựa chọn có phần nào rất cẩn trọng của Uông Dương. Tại vì rằng với hình cờ này, anh hoàn toàn có thể tốc thắng ngay. Chỉ cần đưa xe vào trung lộ, không điều gì có thể ngăn cản được việc mã lưỡng chiếu ở góc này. Còn rõ ràng, mã đạp thẳng về chốt, tướng chỉ cần vào. Mã chiếu, tướng chỉ cần xuất, mà chẳng hề để lại bất kỳ một di chứng nào. Còn với lựa chọn có phần nào thập toàn của anh ở trước, tức là gì? Trong hình cờ này lại quyết định lệnh cho đơn xe quay về cố thủ, vừa tạo căn pháo, vừa chốc lấy ngựa. Và mọi hy vọng của Từ đã chẳng còn, phải tháo chạy tức tưởi. Và lúc này thì Uông Dương lại tiến xe, biết trước là đối phương chuẩn bị để xây dựng lại sát cục vừa rồi. Xe lại quay đầu tường thoái, rồi đưa xe vào giữa. Cho nên Từ đã chính thức đẩy bàn để nhận lấy phần thua. Một màn đôi cung rất quyết liệt ở tầm cao, thật sự rất mãn nhãn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, chúc các bạn vạn sự hanh thông và hẹn gặp lại.